Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu xe Vio 125. Đây là cái chiếc của mình nha, chiếc này là đi được 1.500 cây rồi. Và sẽ cập nhật là về mức giá cho các bạn tại thời điểm mà sau Tết luôn. Để những bạn nào đang có quan tâm về mẫu xe Vio 125 thì các bạn cũng có thể tham khảo nha. Tại vì hình bữa giờ thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình về giá nè, cũng như là nhờ mình làm một cái video đánh giá về chiếc Vio 125 này, xem coi là đi nó có ok hay không nha. Trước tiên thì mình sẽ báo giá trước cho anh em. Thì với mức giá bán hiện tại đối với mẫu xe Vio 125 này, cho cái phiên bản chính hãng hay là phiên bản mua tư nhân gì cũng vậy hết trơn anh em nha, thì mức giá hiện tại là 42.500.000 đó. Anh em nào mà vào hết mua thì giá cũng là 42.500.000. Còn những anh em nào mà mua dòng 125 này mà đối với những cửa hàng tư nhân á, thì tùy theo chỗ nha, có một nơi thì nó bán 42, một nơi là bán 42.5, thì nói chung thì nó cũng mức giá nó cũng xem nhau hả. Nhưng mà mình khuyên anh em nên mua xe chính hãng đi, tại vì nó được bảo hành nè, cũng như được những cái ưu đãi và hậu mãi về sau nữa nha. Đặc biệt là anh em mua xe chính hãng thì anh em sẽ yên tâm hơn trong quá trình mình sử dụng nha. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến cho anh em luôn, thì đó với cái mẫu xe Vio 125 này nó có hai màu nha. Màu đây là màu đen nhám phiên bản đặc biệt, và cái màu thứ hai là cái màu xanh nhám phiên bản thể thao nha. Đối với hai màu sắc này là sẽ đồng giá luôn. Rồi tiếp đến thì Đức sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ những cái cảm nhận của mình sau khi mình đã chạy chiếc xe này là 1.500 cây. Và sau đó thì Đức cũng chia sẻ cho các bạn là những cái món phụ kiện lắp trên xe Vio 125 này. Bữa giờ thì mình thấy là có rất là nhiều bạn mua xe Vio 125 luôn. Tại vì khi mà Honda Việt Nam đem cái dòng xe này về á, thì làm cho người dùng mình có tự tin hơn khi mua xe này, tại vì sẽ được bảo hành nè. Ngày trước đây thì các bạn mua những dòng xe nhập khẩu về là những nhập khẩu tư nhân thôi, có bị hư hỏng này kia thì không được bảo hành. Nhưng mà các bạn mua xe Việt Nam thì sẽ được bảo hành hơn. Chính vì thế thì đây là một trong những cái chi tiết mà làm cho khách hàng họ tin tưởng, họ an tâm hơn khi mà sở hữu xe Vio 125 này so với những cái đời trước đây ha. Rồi về thiết kế tổng thể thì đối với cái mẫu này thì mình thấy là nó phù hợp cho cả nam và nữ luôn. Động cơ 125 phân khối thôi, phù hợp cho cả nam và nữ. Đặc biệt là những bạn nữ nào mà thích kiểu dáng nó thể thao, nó năng động một tí, mạnh mẽ một tí thì các bạn lựa chọn cái mẫu này. Đó. Thì nhìn chung về cái mẫu này á, theo riêng cá nhân Đức nha, thì chỉ thích hợp chạy đường đô thị đi gần thôi. Còn đường trường thì đối với mẫu xe này thì chạy nó hơi chán một xíu ha. Tại vì những bạn nào mà đi xe Vio 160 rồi, mà hoặc là những dòng xe AB 160 mà các bạn chuyển sang 125 thì chạy rất là chán. Và chiếc này thì động cơ đó là chỉ động cơ FB thường 2 van thôi. Đó, đương nhiên chắc chắn những bạn nữ nào mà đi version 110 rồi mà chuyển sang Vio 125 thì chắc chắn sẽ đi rất là thích. Nhưng mà riêng những bạn nào mà đi 160 quen rồi mà quay về đi 125 thì cảm giác là chán. Chán vì sao? Đối với cái mẫu xe này á, khi mà các bạn đề ba á, các bạn chạy ở tốc độ mà 20-30 km/h hoặc là 40 km/h thì xe nó chạy rất là ì, và kiểu nó gào lắm các bạn nha. Nó kiểu là nó ù như thế nào đó. Xe này mà cảm giác mà nó lướt thì ở tốc độ là 50 km/h đổ lên thì các bạn mới cảm giác cái xe này lướt thôi. Còn mà các bạn mà kiểu mà chạy chậm á, chạy gề gà 20-30 thì đảm bảo cái xe này chạy nó hơi chán, nó kiểu rất y lắm các bạn, thực sự rất là y. Đó, thì đó là cái cảm nhận của mình. Không biết là các bạn chạy xe 125 này như thế nào, chứ riêng cá nhân Đức thì nếu mà những bạn nào mà đi tốc độ thấp thì chắc chắn thì chạy hơi chán một xíu. Cảm giác chiếc xe mình nó kiểu nó không có nhẹ nhàng lắm các bạn, nó kiểu nó y và nó nặng lắm kìa. Đó, trừ khi mà các bạn lên gồ ga lên chạy 50-60 trở lên đó thì nó cảm giác là chiếc xe nó nhẹ và nó lướt đi thôi. Đó, thì đó là cái cảm nhận của mình. Chiếc này thì mình đi 1.500 cây, nhưng mà mình chỉ mới đi nhớt hãng thôi, chưa có thay nhớt ngoài nha, chưa thay nhớt ngoài. Đó, thì có thể là đi tới 2.000 cây thì mình sẽ thay nhớt ngoài thử chạy coi nó như thế nào. Chứ nhớt hiện tại thì mình đang xài nhớt hãng, tại vì những cái dòng xe mới á, xe mới mua về á, thì các bạn nên sử dụng cái nhớt hãng nha, nên sử dụng nhớt hãng dưới 2.000 cây ha. Dưới 2.000 cây các bạn sử dụng nhớt hãng, còn trên 2.000 cây thì các bạn sử dụng nhớt ngoài thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì sơ lược là như vậy nha. Còn về ví dụ như là tiện ích khóa smart key,
hoặc là cái những cái sàn để chăn hoặc là cốp để đồ, thì nói chung thì ok, mình đánh giá cũng khá là cao nha. Và cái mẫu này á, thì được cái là thiết kế kiểu dáng rất là đẹp, nên là mình thấy là đi về quê hoặc là ở đô thị thành phố hoặc là dưới quê là kia, đối với cái mẫu xe này chạy rất là nhiều luôn, thật sự rất là nhiều, đặc biệt là các bạn nữ, nam thì chạy đều được hết ha. Mẫu xe này kiểu mẫu xe nó trung tính đó, đối với bạn nữ nào mà kiểu cá tính mạnh mẽ hơn một xíu thì đi mẫu xe này rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Nói chung thì anh em chạy anh em mới cảm nhận được. Còn ví dụ như anh em mà đề ba mà để kiểu như vậy đi. Đây, anh em đề ba mà để kiểu như vậy nè. Đó. Thì cái tiếng máy nó nghe rất là êm nha, rất là êm, nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Kiểu nó không có cặp giống như máy chiếc 560. Đó, tại vì xe này hai van thì động cơ nó sẽ êm ái hơn. Đó. Anh em nghe lại nè. Đó, sơ lược là như vậy anh em nhé. Thì đối với cái mẫu xe này mình cũng chia sẻ đến cho anh em rồi. Anh em mà kiểu như là anh em đi tốc độ thấp á, thì cảm giác máy nó ì lắm, ì cảm giác nó khó chịu lắm cơ. Đó, anh em đi tốc độ cao từ 50 km/h đổ lên thì mới cảm giác xe nó lướt thôi. Ok ha. Bây giờ thì mình sẽ quay cho bạn xem những cái món phụ kiện lắp trên cái mẫu xe này, để anh em nào đang dự định mua quay 125 hoặc là đang đi mà chưa lắp á, thì các bạn cũng có thể tham khảo nha. Đó, thì đó là sơ lược như vậy về mẫu xe quay 125 nha. Nói chung thì về mẫu này thì không có gì để mình chơi hết về kiểu dáng nha. Nhưng mà có nhiều bạn bảo là đang chờ xem coi là những cái phiên bản tiếp theo đây là Honda họ có nâng cấp lên là 4 van hay không. Thì nếu mà nâng cấp lên 4 van thì chắc chắn thì sẽ sử dụng cục máy của chiếc ly của nữ 125 các bạn. Nhưng mà thì thông tin này nó còn xa vời lắm các bạn nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết chiếc xe này mình lắp những gì nha, để những bạn nào đang chạy thì các bạn cũng có thể tham khảo nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn xem nè, về thiết kế tổng thể chiếc này thì thật sự mà nói thì không có gì để chê đó. Rất là đẹp, màu đen nhám nha. Mình thì mình thích cái màu này hơn so với cái màu xanh kia. Đó. Đối với cái mẫu xe quay 125 này thì nhiều bạn quan tâm nhất đó là cái dè AB ha. Cái dè AB lắp cho quay 125 150 click luôn các bạn nha. Đây là cái dè đời đời mới nha, dè của AB đời mới thì sẽ sử dụng cái mẫu như thế này. Còn những bạn nào mà thích cái mẫu nó dài hơn thì sẽ có cái mẫu đời cũ nha. Đó. Ở đây thì nó có thêm cái nắp đậy nè, và cái bình chứa nước dung dịch làm mát, và cái tem thông số. Đó, những bạn nào quan tâm thì các bạn sổ phần mô tả ra thì sẽ có cái thông tin sản phẩm này ở Shopee, các bạn vào các bạn mua nha. Đó, có hai mẫu, mẫu dài và mẫu ngắn. Anh em tham khảo nha. Rồi. Thứ hai đó là cái móc treo đồ. Đây. Móc treo đồ này là mình đã thay rồi. Móc treo đồ xin nó rất là ngắn nha, xin xi luôn, có màu đen và màu bạc cho anh em tham khảo, rất là đẹp, cứng cáp, nó không bị sẹo bên phải hay sẹo bên trái đâu, nên là anh em cứ yên tâm nha, yên tâm sử dụng, mình đang xài luôn nè anh em nha. Có hoa văn nè, nhìn cực kỳ đẹp. Rồi tiếp theo đó là cái gù ở thắt 350, gù xin nha, lắp cho Vio 125, Vio 150 hoặc là dòng xe Winx luôn cũng xài loại gù này luôn nha. Đó, nó có màu đen và màu bạc như thế này. Ốc thì ốc Salaya, nó sẽ lòi ra ngoài một xíu. Còn anh em nào mà thích ẵn vào trong thì anh em chọn ốc lục giác nha. Ở phần mô tả có cái đường link Shopee á, gù á, thì anh em tham khảo nha. Rồi, nói chung thì Vio 125 thì mình lên cũng không có nhiều đồ, chỉ lên như vậy thôi. Hoặc là dán đề can nè, dán đề can mâm xe, cũng như là dán khói nha, dán khói đèn xi nhan, đèn đề mi, nhìn chiếc xe mình nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều anh em. Đó, anh em thấy nè, nhìn nó ok hơn đúng không. Rồi còn một món cuối cùng nữa, anh em nào mà thích chiếc xe mình nó có điểm nhấn hơn, đẹp hơn thì anh em
gắn cái cao su chắn bùn. Đây, cao su chắn bùn nè. Hả? Cao su chắn bùn nha anh em nhé. Rồi. Sơ lược là như vậy nha. À, cho anh em xem cái Udo. Đây. Con này đi được 1.554 cây. Đó anh em thấy chưa? Rồi. Mức tiêu thụ nhiên liệu nè, 53.4 cây trên 1 lít xăng. Ok ha. À, nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em về cái chiếc xe Vio 125 của mình, những cái móc phụ kiện nha. Anh em nào quan tâm thì anh em đích ở phần mô tả sẽ có những cái đường link đó. Ngoài ra thì đối với cái mẫu xe này, chung là tùy theo cái nhu cầu, thì theo cái sở thích của mỗi người thôi. Anh em có thể là mua cũng được, hoặc là anh em có thể là thêm một tí tiền nữa, anh em mua 160 chạy cũng được. Nhưng mà cái mẫu này thì đối với những bạn nữ thì mình nên chạy mẫu này thì nó nhìn nó sẽ gọn gàng hơn, nhẹ nhàng, dễ dàng, dẫn dắt hơn. Đó, chung là mẫu này thì thích hợp cho các bạn nam mà kiểu có thân hình nhỏ ha, hoặc là muốn kiểu dáng nó đẹp như thế này thì các bạn mua 125 rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rồi, các bạn hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.